Trong cuộc sống có nhiều thứ sinh ra đã là để thuộc về nhau, hoàn thiện nhau và cùng nhau đạt tới đỉnh cao của sự phát triển. Với bóng đá đó là Real Madrid và Zinedine Zidane. Khi Madrid là quá khứ, hãy cho tôi Zidane vào 10 khúc gỗ, tôi sẽ vô địch Champions League. Lời ngợi khen có phần phóng đại này của Sir Alex là một trong những điều mà làng thúc cầu thế giới nhớ mãi. Sir Alex Ferguson vĩ đại đã từng chia sẻ như vậy khi nhắc về Zinedine Zidane, một câu nói mang tính chất biểu tượng và cũng được coi như là câu nói chính xác nhất để nói về tài năng mà Zizou sở hữu khi còn là cầu thủ. Nhưng tiếc thay, xuyên suốt cả sự nghiệp công quân của mình, huấn luyện viên người Scotland chưa một lần có thể sở hữu được cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Pháp theo lời nhận định của Michel Platini. Bởi ngay sau khi kết thúc quãng đời thời gian chơi bóng của mình tại Italia, số 10 của đội tuyển Pháp quyết định bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình nằm tại Madrid. Tôi biết rằng tôi sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ lớn nhất thế giới và tôi rất mong đợi khoảnh khắc này được mặc vào chiếc áo đấu màu trắng mang tính biểu tượng của họ. Đó là một giấc mơ đã trở thành hiện thực, Zidane phát biểu. Và như thế vào tháng 7 năm 2001, cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải năm đó được chính thức trở thành một thành phần trong dải ngân hà lấp lánh của câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Zidane đã hướng về Real Madrid từ trước, còn chủ tịch Paris cũng ngưỡng mộ nhân tài gốc Algeria. Ông chỉ cần một mẫu giấy ăn làm thỏa thuận với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2001. Nhưng lý do mà Paris ngưỡng mộ danh thủ người Pháp đến vậy và tại sao ông lại coi Zidane như mảnh ghép còn thiếu cho dải ngân hà đầu tiên? Để giải nghĩa điều này, hãy nghe gã khổng lồ ngổ ngáo Zlatan Ibrahimovic nói về Zizou. Zidane như đến từ hành tinh khác, anh ấy chỉ cần xuất hiện trên sân và 10 người còn lại đột nhiên đá hay hơn. Trước khi đến Madrid, Zidane vô địch thế giới, vô địch châu Âu, giành quả bóng vàng, vượt qua toàn bộ các đồng nghiệp ở Italia để trở thành người xuất sắc nhất trong mùa giải cuối cùng khoác áo Juventus. Tài năng ấy đã chinh phục được gần như tất cả, chỉ trừ danh hiệu Champions League đã hai lần lỡ hàng, còn với Paris và Real, họ đã sở hữu hàng loạt những ngôi sao thượng hạng. Họ cần một thủ lĩnh có thể dẫn dắt họ tới với thành công, người mà cũng giống như họ tham khát chức vô địch Champions League. Vì thế mà cũng thật dễ hiểu màn kết hợp giữa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ đã giúp cả hai đạt đến đỉnh cao ngay trong mùa giải đầu tiên. Kênh canh trắng giành danh hiệu Champions League thứ 9 trong lịch sử nhờ cú vô lê đã trở thành biểu tượng của cả giải đấu. Pha xử lý hội đủ các yếu tố từ tính chất quan trọng, sự tinh tế và sức mạnh đã khiến tạp chí France Football phải lựa chọn đây là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử giải đấu giành giải nhất châu Âu. Bản thân bàn thắng ấy của tiền vệ người Pháp cũng vượt qua hai siêu phẩm của những học trò ưu tú là Ronaldo và Gareth Bale trong cuộc đua tranh bàn thắng của lịch sử. Cũng bởi lẽ ấy, người ta đã tin rằng Zidane và Madrid là để dành cho nhau. Trước đó, tôi đã phải nhận thất bại ở hai trận chung kết, đó là danh hiệu duy nhất mà tôi còn thiếu. Và khi đến đó để khoác lên mình chiếc áo đấu màu trắng thì mục tiêu giành ngôi vô địch Champions League cùng với Real Madrid luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi đã tới Real Madrid để giành Champions League và khi bạn đã thực hóa được giấc mơ đó, bạn nghĩ về tất cả mọi người xung quanh bạn, những người đã khích lệ bạn, giúp đỡ bạn, ủng hộ bạn và nói một cách đơn giản, đó thực sự là một khoảnh khắc kỳ diệu. Zidane chia sẻ trong niềm vui sướng tột độ. Giải nghệ trong áo Real Madrid năm 2006, Zidane đã tiếp tục trở lại gắn bó với sân Bernabeu trong vai trò của một cố vấn kỹ thuật. Trước khi trở thành trợ lý huấn luyện viên, người có ảnh hưởng trực tiếp tới Zizou trong những năm tháng chập chững vào nghề không ai khác chính là bậc thầy huấn luyện Carlo Ancelotti. Chính bản thân huấn luyện viên người Italia cũng hiểu và đánh giá cao năng lực huấn luyện của Zidane và những đóng góp của vị trợ lý người Pháp trong hành trình gặt hái những danh hiệu. Carlo Ancelotti, một trong những vị huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử, nói về thời gian làm việc cùng huấn luyện viên phó Zidane ở ban huấn luyện Real Madrid. Với Zidane, quãng thời gian bên cạnh một trong những huấn luyện viên thành công nhất lịch sử bóng đá đương đại là thực sự hữu dụng và giúp ông hướng tới những cái đích tiếp theo trong tương lai. Tôi đã mất 3 hoặc 4 năm để chuẩn bị sẵn sàng cho việc trở thành một huấn luyện viên. Sự sẵn sàng ấy đã biến một Zidane đầy đam mê và chất nghệ trên sân cỏ trở thành một người đàn ông lịch lãm, tự tin và đầy nhiệt huyết bên ngoài đường pitch. Khi Madrid là hiện tại. Cần nhắc lại một chút về Real Madrid. Trước khi được Zidane tiếp quản vào ngày 4 tháng 1 năm 2016, nửa đầu mùa giải ấy, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha được dẫn dắt bởi Rafael Benitez. Thành tích của Real Madrid không phải là quá tệ hại, với 17 chiến thắng cùng 3 thất bại sau 25 trận. Tuy nhiên, đội bóng của Benitez lúc bấy giờ được coi là một trong những Real Madrid bất đồng nội bộ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha không được lòng cả Ronaldo lẫn Ramos, những cá tính lớn nhất trong phòng thay đồ của Real Madrid. Và dù chỉ thua 3 trận trong tổng số 25 trận cầm quân, nhưng một trong 3 trận đấu ấy là trận thua bạc nhược 0-4 trước Barcelona ngay tại thánh địa Bernabeu. Zidane tưởng chừng như sẽ là một giải pháp tình thế ở thời điểm ấy, nhưng với các ngôi sao của Real Madrid thì không. Với huấn luyện viên người Pháp, kênh canh trắng đã tái sinh, chính Cristiano Ronaldo cũng đã thừa nhận điều này. Zidane đóng vai trò rất quan trọng ở trong mùa giải đó, anh ấy luôn thúc giục chúng tôi phải nỗ lực làm việc. Anh ấy là một vị huấn luyện viên rất chuyên nghiệp, là một con người tuyệt vời. Khả năng nổi bật nhất của Zidane đó là giúp cho các cầu thủ của ông có được cảm giác bình tĩnh. Đó là những gì chúng tôi cần. Và sự xuất hiện của anh ấy đã khiến chúng tôi từ 0 lên đến 100.
Thay vì bắt Ronaldo tập dứt điểm như Benitez, Zidane dùng kỹ thuật thượng thừa của mình để chiến thắng Ronaldo trong phần thi xuất phạt. Và đó là cách ông thu phục cá tính của ngôi sao lớn nhất đội. Toni Kroos từng thừa nhận Zidane không cần phải bắt loa vì tất cả đều trật tự như nuốt từng lời ông nói. Không chỉ giỏi đắc nhân tâm, khả năng đọc trận đấu hơn người của Zidane cũng được minh chứng bằng những quyết định thay người, mà một trong những dấu ấn đỉnh cao chính là việc tung Gareth Bale vào sân trong trận chung kết với Liverpool, để rồi sau đó ngôi sao xứ Wales trực tiếp mang về chiếc vô địch thứ 3 liên tiếp cho Real Madrid ở đấu trường châu lục. Khi Madrid là cả tương lai, thành công nối tiếp thành công khi người đàn ông phù hợp được đặt vào một vai trò phù hợp, Zidane trở thành vị huấn luyện viên sở hữu chuỗi bất bại dài nhất với con số 40 trận bất bại trong lịch sử Real Madrid. Đồng thời, đội chủ sân Bernabeu dưới sự chỉ đạo của ông cũng xác lập kỷ lục với mạch ghi bàn dài nhất khi đạt con số 73 trận ghi bàn liên tiếp trong lịch sử đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Nếu những con số thống kê trên vẫn chưa đủ để làm các bạn ấn tượng, thì chính Zidane là người đã giúp cho Real Madrid lọt vào chơi tại 9 trận chung kết và họ toàn thắng cả 9 lần, tương đương tỷ lệ chiến thắng là 100% tính đến thời điểm hiện tại. Đó cũng là lúc mà người ta lại thấy các cầu thủ viên Real Madrid hát vang tên Zidane vang vọng khắp 4 khán đài Bernabeu. Có nhiều thứ trong cuộc sống mà bản thân khi sinh ra đã thuộc về nhau, như Zinedine Zidane tại Real Madrid chẳng hạn, hay có lẽ nói đúng hơn, Zidane là Madrid và Madrid là Zidane.